cho tao biết tại sao mày đối xử với tao vậy. Mày ở với nó bao lâu rồi? Mày hỏi nói mày ra đường mày ngoại tình như vậy mày nói cái gì nữa? Tao bắt mày tại giường mày tin chối hả? Vậy mày nói gì? Mày mở miệng ra là tao biết mày muốn nói cái gì rồi. Mày biết nó lấy ai không? Nó lấy nhỏ khách hàng của kem của con á, cho thằng này đi giao hàng tận nơi, tới nơi nó lấy hàng lấy luôn chồng mình, ok không? Xuất sắc nhận. Mày tính không xong mày chích mày với tao. Mấy bà ngoại mẹ cho ông đi vậy luôn. Cũng mày, chồng yêu, chồng thương, tiếu điệu mày muốn đội lên đầu luôn vậy đó. Chồng là mày chọn, khổ là mày chịu đi. Mày với con kia mối quan hệ làm sao? Tao muốn chính miệng mày nói. Con yêu mới quen thôi. Còn sao nói chung là trong dần dần không muốn sống vậy. Con không có gì hơn tao. Cái con nó có gì hơn tao bây giờ thì đối xử với tao vậy hết luôn. Mà có gì hơn bà? Tức là tôi sống nó được cảm thấy tôi còn là thằng đàn ông. Tao làm cái gì để mày thấy mày không còn là đàn ông? Tao đã làm cái gì cho mày? Tao làm cái gì mày nói cho tao nghe đi. Mày đang làm đó. Nói thiệt ở nhà này nhiều khi tao nói không hết một câu nữa. Chưa chưa xong là mày chửi, còn mấy bà chửi. Tao thì tao không làm gì cái gì mà vừa lòng với gia đình mẹ chứ. Xin lỗi đi, thằng Nhuận này thương gia đình mới ở đây làm phụ thôi. Chứ nếu không tôi đi ra ngoài tôi làm, người ta cũng trả tiền tôi vậy. Nhiều khi còn nhiều hơn gia đình này nữa. Bà ra ngoài kia người ta cũng coi trọng tôi hơn. Tại sao tao phải coi trọng mày? Mày làm cái gì bắt tao coi trọng? Sáng mày đi giao hàng cho vợ mày, rồi mày qua mày phụ tao, rồi xong tới tháng mày lãnh lương, rồi mày đi nhậu, rồi mày sướng chích luôn. Giờ mày muốn gì nữa? Mày muốn coi trọng thì mày phải phấn đấu chứ. Còn phấn đấu đâu? Con phấn đấu hàng ngày với bố. Thì mẹ không thấy đâu. Bây giờ thằng Dũng này có thể tệ thiệt nè. Tao kiếm tiền ít mà tao kiếm mức cũng ít hơn mày thôi, chứ đâu phải là tao đi ăn cướp giật gì đâu. Tao thích ở gần bạn bè tao xíu để nói chuyện cho vui. Tại vì nhiều khi mình ở ngoài chứ mình xỉn, thì trong lúc mình xỉn mình sẽ không thấy mình bị coi thường. Phấn đấu bao nhiêu cũng không vừa lòng với hai mẹ con này. Mày nói hồi y như gia đình này có lỗi với mày vậy. Đang sai mà, cũng biết mà. Rất là nhiều lần là con muốn ngân với nhỏ đó rồi. Cũng biết mình bậy rồi, nói là thôi gắn tối nay mình về mình thôi với nó. Mình về với vợ mình, nhưng mà má ơi lòng con về lòng. Mẹ với vợ đẩy con đi xa, con nói thiệt là ai cũng có lỗi, ai cũng có lỗi hết. Nhưng tại sao mà ai cũng nghĩ mình là nạn nhân vậy? Khi người ta yêu là người ta muốn ở lại, không ai muốn yêu để đi á. Nếu như đi nó phải có lý do.